Thân chào anh em đã trở lại kênh của mình. Nếu như anh em muốn sở hữu cho mình một bàn phím LED như thế này, hoặc là màn hình LED như thế này trên điện thoại di động, thì mời anh em theo dõi tiếp cái video này của mình. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm như thế nào. Bây giờ mình sẽ được bắt đầu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo cái bàn phím LED. Hiện tại mình đang chia sẻ cho anh em bằng điện thoại hệ điều hành Android nghe anh em. Anh em vào cửa hàng Zlay nhập cho mình cái từ khóa là LED Keyboard. Nó sẽ xuất hiện bàn phím LED phát sáng như thế này. Rồi chọn cài đặt về máy nghe anh em. Trước khi cài đặt bàn phím LED, mình vào kiểm tra bàn phím trước nghe anh em. Bây giờ vào Zalo đi. Đây, bàn phím bình thường mặc định trên máy nghe anh em. Bây giờ mở cái ứng dụng LED Keyboard lên. Nó sẽ xuất hiện như thế này. Anh em chọn là LED Keyboard. Anh em chọn tiếp tục đến ứng dụng. Ở đây có rất là nhiều mẫu bàn phím, anh em thích mẫu nào thì chọn mẫu đó nghe anh em. Ở đây có cái phần cài đặt nè nghe anh em. Mình vào đây để thiết lập cái bàn phím theo ý muốn của mình. Còn mình không muốn, mình để mặc định nghe anh em. Sau khi thiết lập xong, anh em chọn một bàn phím ưng ý để cài về máy. Bây giờ mình chọn bàn phím này. Ứng dụng là miễn phí nên nhiều quảng cáo nghe anh em. Anh em chọn lấy đem. Nó để đã áp dụng là xong rồi nghe anh em. Bây giờ thoát trở ra để kiểm tra nè. Bàn phím đã được thay đổi rồi nghe anh em. Anh em sử dụng một thời gian mà muốn không sử dụng nữa thì anh em vào cái phần cài đặt máy nè. Anh em chọn cài đặt bổ sung nè. Anh em chọn bàn phím và phương thức nhập. Anh em chọn mặc định và chọn lại cái bàn phím trên máy của anh em. Vậy là xong. Bây giờ để tạo cái đèn viền LED, anh em vào cửa hàng Zlay tải cho mình cái ứng dụng này. Đèn viền, hình nền sóng. Xong rồi anh em mở nó lên. Anh em chọn là Set Wallpaper. Anh em chọn áp dụng, vậy là xong. Ở đây có nhiều cái nền động anh em có thể thay thế để tránh nhàm chán anh em. Bây giờ mình chọn một mẫu để thay đổi cho anh em xem nè. Anh em chọn biểu tượng tải về ở đây. Để tải được anh em phải xem quảng cáo nghe anh em. Anh em chọn là Watch Ad. Chọn vào cái dấu tích. Chọn áp dụng là xong nghe anh em. Nếu anh em không muốn sử dụng nữa, một là anh em gỡ cái ứng dụng, hai là anh em cứ vào cái máy chọn cái ảnh cài đặt như bình thường là được. Mình sẽ được dừng lại cái nội dung ở đây nghe anh em. Nếu như anh em thấy thích, nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.
Thank you.